Chào mừng các bạn đến video thứ hai mà chị Nguyễn giới thiệu cái module cực kỳ quan trọng của cái dàn phi thuyền Apollo 7400 nha các bạn. Đây là cái module rất là khó tập và rất là nhiều tính năng mà cũng là điều để chia sẻ với các bạn. Thì căn bản các bạn có thể theo dõi cái bức hình đây nè, là nó mô phỏng hết tất cả những tính năng bài tập có thể tập được trên máy này. Wow. Nha, đó là bạn, nếu bạn quên thì bạn coi ở đây. Còn bây giờ là Duy Nguyễn sẽ chỉ bạn cách sử dụng cái module này. Nó khá là khó chịu. Đầu tiên cái module này có tên là đẩy ngực, đẩy vai và kéo lưng. Thì chúng ta sẽ có nhiều cách đẩy ngực, đẩy vai và kéo lưng trên máy này, nhưng mà đẩy sao cho đẹp. Đây, thầy thấy không được không? Đầu tiên mà chịu khó nhìn bên đây nè. Giờ giải thích cho bạn thấy nè, ta thấy chữ Sounder, chữ Chat, chữ Mid Pro, chữ Inline không? Tức là bây giờ á là ví dụ như cái lỗ để chọn chỗ nào là tập đó, ví dụ lỗ này chọn chữ Chat nè. Thì là bạn đang tập Chat. Còn lỗ này chọn cái Sounder, bạn đang tập Sounder. Và Duy Nguyễn bây giờ chỉnh về tập Chat, tập Chat nó có 3 lỗ, Duy Nguyễn chọn cái lỗ nhỏ nhất để cho nó căng nhất. Ok. Đó. Mà nó nhớ căng thì khó tập nặng, như thế à. Rồi. Đó là chỉnh lỗ để tập ngực. Và cái ghế dưới đây. Đây, cái ghế này. Đây, chỉnh cái cao thấp. Phải hiểu chưa? Đó, cao thấp cho nó vừa tay. Rồi, bây giờ mình đẩy, mình cầm, mình đòi cầm đâu đó kìa. Chuyện này nó quan trọng các bạn. Đó. Thấy chưa? Thấy chỉnh vô nó thấp, nó căng ghê chưa? Ra nổi đâu. Nhưng mà làm sao nó vô được như vậy? Phải có chiêu các bạn, chỉ cho. PT nó không biết đâu. PT nó ngồi nó ăn rồi nó tập replay không sao biết chơi mấy này. Rồi, đầu tiên chúng ta đứng, không ngồi nha các bạn, đứng. Đứng dùng cái mông mình hay nhảy một cái. Hơi bự chút thôi nha, nè. Không. Còn nếu bạn làm được nổi thì bạn chỉnh qua lỗ thứ hai là nó không sâu vậy. Đó không? Đẩy, mà sâu vậy nó mới vô nè, nó vô nghe chưa? Thấy chưa? Mà điều đặc biệt là cái ghế đằng sau nó free quay nha. Cái ghế đằng sau lưng gì á, nó đang free quay. Đó là ngực ngang nha các bạn, còn ngực trên nữa. Nè, đây ngực ngang nha. Ok, rồi, vô. Đã. Rồi, trên tập sau đây. Được trên nè. Chỉnh vào cái chỗ inline. Ồ, cái này hơi khó nè. Inline vừa thì ở trên mà inline giữ nó ra sao đơ nha các bạn. Đó. Đó nên chúng ta chỉnh qua cái inline vừa thôi. Đó, inline mức này thôi. Đó. Tập được trên. Nhưng mà chưa. Cái ghế này nữa nè. Ông nội nữa nè, đó. Ông nội này đi quay nha, tức là ghế này nó lăn đó. Không phải ghế hư nha. Vô đừng mét ghế hư cho mấy cha. Cái vô mét ghế gì mới lắp hư rồi. Rồi, bên đây cũng vậy nè, thấy không? Cái gì inline không? Nè, inline nè, chọt vô inline. Nó khó lắm mà. Rồi, ở cái inline. Không phải ghế hư nha. Rồi, vô đẩy. Vô đẩy. Inline thì ngồi ở ngoài, ngồi trong vô ha. Đó, ngồi giờ đó, đó. Ừ. Nốt lưng lại, đó, đẩy. Không. Cái tay hơi xéo lên được rồi không? Dịch lai á. Đẩy lên trên. Ok. Rồi bây giờ vai để sao? Vai chua lắm giỡn đâu. Vai tập khó lắm bạn, vai sao đơ ra lỗ ngoài đây luôn. Rồi chờ, cái giờ đó vai sao đơ cho ra lỗ ngoài đây. Xong rồi dưới đây cũng phải chỉnh về sao đơ. Hai cái chỗ chỉnh này nè phải là giống nhau nha. Rồi. Sao đơ. Mày sao đơ về sao tập. Đố bài tập được sao đơ này, tập coi. Đấy hả? Nặng như trời. Kỳ vậy, sao đơ kỳ vậy. Đúng không? Nên đừng lúc nào cũng ngồi mấy. Đừng lúc nào cũng ngồi, đứng đi. Đó, nó chế rồi, đứng giữa mông đây nè. Đúng không? Rồi, vô sau đơ nha. Đây cũng được, cũng chơi đâu. Rồi. Đó. Cái sau đơ này khó nha. Ủa, nó nặng quá vậy. Ê. Ê. Ê.
vô lắm bạn ơi. Nó vô ngay trước quá trời luôn á. Nãy giờ mình đi khu này mình đi cho hết nha. Đi hết khu này mình cũng đi khu khác nha các bạn. Rồi vô. Nãy giờ lần cơ chế ngực. Bây giờ mình chuyển qua tập lưng. Lưng nè, lưng nè, lưng nè, nhìn nè, nhìn nhìn. Thấy ở đây có chữ rô không? Ở bên thằng kia đó có chữ micro nữa. Mà sao ra trời. Ở cái thằng lắp máy. Ủa mỗi nào như máy nấy mà. Mẹ rồi. Thì người ta đứng ở ngoài ta chỉnh đi ông nội. Diễn cho nó vui thôi. Đứng ngoài ta chỉnh đi ai chiêu chui nó chi. Rồi này về bình thường. Nè nè về bình thường. Rồi ok thôi vậy đi. Rồi kéo. Cầm động nữa đó. Giờ không chỉ chỗ cầm nữa nha. Rồi kéo. Vô không? Đó, nhưng mà vậy, như vậy á thì cái răng nè. Bằng tập như vậy á thì cái răng vô đó nó chưa căng nè, thấy dựng lưng nè. Nó chưa được căng lắm. Thì tùy bạn thôi, bạn thích tập bằng tập, tôi tập như này. À, tập như này nhìn nó bao gai. Chỉ con mình dám tập thôi. Đó, căng chưa? Căng chưa? Kéo thấy căng rồi không? Nè không? Nè. Sợ tập về đi quay cần gì hả? Nói chung mình tập sao đừng hư máy của tôi là đúng hết á. Nó cầm dây còn đạt thì nó kêu chỉnh này ra cho nó tựa lưng không tiêu rồi. Nó chỉnh nhà cho nó tựa lưng, nó dạng nó thích tựa lưng kệ nó đi. Ừ vậy cho nó tựa thằng mạo mà không rồi tựa. Mỏi quá trời ta. Mỏi quá. Sắp cái rồi. Đó, vậy là chúng ta đi tập ngực, tập lưng. Tập lưng trên này rồi. Bây giờ đi qua những cái phần còn lại của cái máy nhiều lắm. Bà thấy cái lỗ đây chị không? Cái lỗ nè. Nó có cái móc. Bà muốn tập con khỉ gì khô gì đây cũng được đó. Tự do mà. Nặng vậy. Muốn tập cái gì cũng được hết á. Tất nhiên này nó không chỉnh được đúng không? Tập gì? Được không? Được không? Cũng được đúng không? Rồi tập chuột đúng không? Đúng không? Chắc là đánh tập tay sao được luôn á. Ép này vô tập cái này tập cái sau cũng được á. Thôi cái mấy cái bài đó qua đây. Tức là ở cái module này nó có thêm cái trục này nè, cái rồng rọc này nè. Thì vào đây bạn tập số bài. Không phải tập bụng đâu em. Bụng tập bằng niềm tin. Rồi đó là một rồng rọc. Rồng rọc thứ hai là rồng rọc này. Mà rồng rọc này để cho bạn cây này không biết làm gì ở gì. Để cây này tôi biết làm gì ở gì các bạn. Rồi tập lưng. Tập gọi là tập số á. Tháo cái này ra. Mở cái máy này tập xô một cách đặc biệt nha, không giống như kia nha. Không giống máy cái xô kia đâu. Máy này cầm tay rộng. Mấy ông người tập máy này mấy ông phải cầm tay rộng nha. Nhớ cầm tay rộng. Còn cầm tay hẹp quá mấy anh kia kìa. Tại cái máy này răng á là cầm tay rộng tốt nhất. Cầm tay hẹp nó không ra to, răng không có tốt. Rộng tập nhẹ thôi, kéo xuống. Lên mày mày giống không cỏ vậy đó. Nó kéo xuống là mày mày có lên kia. Ok. Ok. Ai. 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 Rồi xong. Hoặc là tập dày. Thử tâm đi không có chấn thương đâu, ngắn cái răng ngắn ngủng à. Đó. Ok. Bây giờ đó. Đó. Ok. Vậy là xong cây trên chưa?
Không, cái trên là tập được nhiều bài lắm. Tháo này ra. Muốn tập cái gì đó là tập mà. Nó nhiều lắm quý vị ơi. Đó, nó nhiều lắm nha. Rồi, nhắn mày vô. Chuột, sao? Đâu đâu đâu, ok. Đó. Tất nhiên cái này thì nó bị giới hạn ở đây. Nó bị giới hạn bởi cái này. Thì bàn cái răng bà không sâu được. Bà đứng đây ra. Ờ đứng đây được nè. Nhưng mà thật khó qua bên kia cũng được nha. Tức là nó có thêm này minh họa thôi. Rồi. Nhưng mà cái bài mà này không phải là minh họa cái này. Minh họa này nè. Minh họa này nè. Đúng không? Ok nha. Cái cao cao lên nè. Ví dụ bạn bị trường hợp mà dính tới đây, dính cái răng đó, chỉnh ghế cao cao lên. Nè, chỉnh ghế cao cao lên vậy. Mình hỏi kỹ rồi. Đó, không. Nó bị giới hạn răng á. Nên tập bụng nha. Mà nguyên tắc của mình là bóp trên xong phải bóp dưới nó mới phê. Thì bây giờ mình biết ở dưới nó còn cái nữa kìa. Ủa này tập được đống luôn á. Tập gì nữa đó. Tập cái là tập à. Nhưng mà có những bài nó được đủ răng. Những bài đủ răng cho giới hạn của máy nha các bạn. Nó ngon bộ. Chuột ngon á. Theo tôi chuột này ngon hơn chuột này. Nó có hai chuột nha. Một là tập cái tập chuột này tôi thấy rất trơn. Còn cái tập chuột này nè. Còn nóng bằng nha các bạn. Tập trung không bà. Tiền luôn mà vô thử đi. Đó. Không bà. Thì bạn có thể gắn cái dây vô cũng tập gì đó tập. Bạn gắn cái kem kia cũng tập còn một tay cũng được. Không, cái kem kia gòn một tay. Thử cái răng đủ này không? Rất thì ok nhưng mà được không? Ủa đang ngon nè. Đó. Ủa mà tôi thích bài này lắm nha. Không. Không. Ngon á. Oh. Up fly roll. Rồi, qua đây gắn thử coi. Được. Rồi. Rồi. Cái chuột này sao ta? Cái chuột này cũng được. Ok. Rồi, thôi thì nói chung á thì có rất nhiều bài tập. Nhưng mà Duy đã giới thiệu cho các bạn cách chỉnh của cái máy này ở những cái vị trí này nè. Một là cái ghế, hai là cái này nè, ba là cái càng này nè. Đó, để chúng ta tập được những cái bài tập chính của cái máy này. Đó là đẩy ngực, đẩy vai, kéo xô và kéo lưng. Còn những cái bài tập khác á thì nó không đặc trưng cho cái module này, nhưng mà nó là một tiện ích. Nó làm thêm cho các bạn để có thể tập ở nhà. Còn đây là phòng gym thì có rất nhiều máy và nhiều bài để tập. Thì Duy chỉ giới thiệu những cái chính. Và các bạn có thể theo dõi tấm hình bên đây rất là quan trọng nha bạn. Tấm hình bên đây là cái guideline để cho các bạn tập được những cái bài. Tất nhiên có những cái bài sai band này, sai biết gì đó thì nói chung thì Duy không có hướng dẫn ở đây. Nào không? Đá chân cho nữ gì đó quá trời. Đây, đó có điều quan trọng nha. Rồi, hy vọng anh em yêu thích máy này. Bye bye và hẹn gặp lại. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.